Kính chào các bác nhé. Ở đây em có về được 3 bộ kéo đẩy của Technic. 3 bộ các bác nhé. Kéo đẩy thì nó sẽ gồm có 2 phần, dề và pao. Bộ này rất là hay và đặc biệt là tầm tiền hợp lý. Anh em nào mà chơi những cái dòng bookshelf, kể cả những cái dòng bookshelf châu Âu nhé, hoặc những cái dòng Liverpool, thì có thể nghiên cứu cái bộ kéo đẩy này chơi, nó sẽ phát huy cái chất âm của đôi loa của anh em, phát huy hết luôn. Đó. Một bộ kéo đẩy này thì anh em chơi nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Bây giờ em sẽ đi vào một bộ, em quay chi tiết cho các bác xem nhé. Ba bộ thì đều là hàng Nhật bãi và rất là đẹp. Nó là mặt phay nhôm cho nên anh em nhìn cái màu sắc phay của nó rất còn cực kỳ mới, mua đấu giá bên Nhật cho nên rất đẹp. Một bộ nó sẽ gồm có hai cục này rời nhau ra nhé. Đấy, hai cục này tức là ba bộ. Và anh em nào mà đang chơi Unkyo D 500 Liverpool này thì chơi rất là hay luôn, hoặc là anh em chơi những cái dòng AT 8 thậm chí AT 10 AT 12 anh em nghe cũng có thể được với cái bộ kéo đẩy này. Bộ kéo đẩy Technic với em dề 808 và pao 806. Đó. Dề 808 này thì anh em nhìn này thì nó chỉ có những cái nút chuyển mạch, chuyển ngõ ở ngoài, nhưng mà cái phần âm sắc của anh em nó lại ở đây. Anh em nhìn thấy chữ push open này. Anh em mở ra sẽ bass tap loudest nó sẽ trong này. Đấy. Em này cho chất âm rất là hay. Và đặc biệt nhấn mạnh các bác là cái chất của em này rất là phù hợp với những cái dòng loa Âu luôn, chứ không cứ gì loa Nhật các bác nhé. Đó, loa Nhật thì em ấy chơi cũng rất tốt, mà loa Âu thì cũng rất là tuyệt vời. Đặc biệt là loa Âu đấy, anh em chơi loa Âu, những cái dòng bookshelf hoặc nhỉnh hơn bookshelf một chút, anh em chơi chiếc này rất hay. 100V, chất tiếng rất là sạch sẽ và chi tiết này, mà âm sắc lên hay lắm em này, âm sắc lên rất hay. Anh em nhìn không, anh em sắc này tắt bật loa của Pao. Em dề là anh em cũng có thể chơi riêng được, mà em Pao này cũng có thể chơi riêng được nhé. Em dề là tiếng rất là hay đấy. Rất là đẹp. Anh em để ý nhé, đây là những cái mảnh người ta làm chạy song song như này, nó hõm sâu vào trong nhá. Đây này, đây là những cái thanh nhôm phay nó vừa cách điệu. Nhìn cái pao nhìn nó rất là đẹp. Một bộ kéo đẩy nhưng mà tầm tiền nó còn rẻ hơn một chiếc ôm ly bình dân. Anh em nào đang chơi những cái dòng như em vừa kể, những dòng bookshelf Âu, Mỹ, Nhật, anh em nghiên cứu bộ này. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.